bờ các bạn. Mình đã tới phố Vancouver đó các bạn. Bây giờ mình ăn phở Hà Nội nhá. À, ngon chưa? À, thơm quá ha. Ở đây dân vô gia cư nhiều lắm các bạn, nó hút xì ke đó các bạn. Nó chơi xì ke nhiều lắm. Đây hai bên đường. À, ra được ngoài đường luôn. Nó giống như là bên New York với lại bên San Francisco các bạn, bên Cali á. Nếu mà thấy người ta chơi kim chích đây cũng quá trời, mình sợ quá, thôi mình lên xe mình đi. Đi con chừng đó nha. Ừ, ở đây các bạn thấy cứt quá trời nè các bạn. Bên kia là quá mấy bãi luôn, 3-4 bãi luôn. Cứt với mấy cái team chích này thấy ghê quá các bạn. Đây rất là nguy hiểm. Xe các bạn cho đèn nó bật vậy. Hả? Mẹ. Chị người ta nói hả, be careful with Vancouver. Heroes. Mình còn khoảng chừng 30 dặm nữa là mình tới tiệm phở Hà Nội đó, ở Vancouver. Và hiện nay mình đã đi được là 7790 dặm đó các bạn. 7790 dặm. Đó, mình đang trên xa lộ West 1 đó, đi vào Vancouver. Merman Bridge. Ferry information. Ở đây nó có cái phà để muốn các bạn nào muốn đi tới Victoria. Victoria là capital của British Columbia. Mình nghe nói mình đóng đẹp lắm. Nhưng tại vì mình không có thời gian thì mình không có cho phép á, cho nên mình không có đi xuống Victoria được. Entering city of Surrey nè, đó Surrey là mình nghĩ thành phố cuối cùng để mình tới Vancouver. USA border Delta thì Vancouver nè. Vancouver Portman Bridge. Đây chắc có bị accident đây đâu đây nè. Oh, accident nè. Oh, mình đang đi vào city of Coquitlam. Mình tưởng Surrey là cuối cùng mà không phải. City đây là thành phố Coquitlam. Mình biết là mình phải qua bao nhiêu thành phố nữa trước khi tới Vancouver nha. Douglas College, Coquitlam nè. Câu cuối lầm nên nghe đọc muốn muốn chéo cái học luôn. Bây giờ mình giữ lên trái, hai lên trái. Portman Bridge. Đi từ thành phố Tennessee, đi vào Canada, xong rồi qua Alaska, chạy lên North Pole, chạy xuống Fairbanks, Denali, Anchorage, chạy Seward, xong rồi chạy xuống Baldy, xong từ đó chạy về lại Canada, rồi xuống Vancouver. Wow, dễ sợ thiệt. Vậy là mình tới entering city of Burnaby ha. Vậy là mình tới thành phố Burnaby này xong rồi mình mới tới thành phố Vancouver nha các bạn. Ladies and gentlemen, we're entering the city of Vancouver. Đây đó, mình đã chính thức đi vào Vancouver đó các bạn. Wow, đó thành phố Vancouver đó. Xa xa là cái đó là những cái downtown của Vancouver đó các bạn, các tòa nhà chọc trời đó.
Tối nay mình đi vòng vòng downtown Vancouver chơi nha. Ok. Thì cái ấn tượng đầu tiên mà khi mình bước vào thành phố Vancouver ở Canada này thì thành phố này rất là xem ớt các bạn, rất là lớn nha. Nó giống như cái thành phố lớn của tiểu bang Mỹ các bạn. Vancouver City Center nè. Mình không biết thành phố nó nhỏ không, cho xe mình chạy vòng vòng đây chơi không thôi nè, đang lo nè. Đi vào mấy thành phố lớn này của Canada thì mình chỉ có sợ là mình không có chỗ đậu xe cái RV của mình thôi các bạn. Tại xe RV của mình nó lớn lắm, nó 25 feet lận. Cho nên cái đó là mình đang lo nè. Cho nên nếu có chỗ đậu RV thì mình đi đâu chơi không được. Đó, thoải mái luôn. Trời ơi, thành phố đó. Vancouver đó. Thôi là thay đổi con mà cũng được. Các bạn còn đó hả? Mà đủ vậy được hả? Chú anh nói lại mặt các bạn mày cũng được. Sai, trời nóng. Hả? Trời nóng lắm con, ở ngoài trời nóng lắm. Yeah, outside is hot. Outside is like, I think it's 85 or something. No, you need that. Con mặc đủ được rồi. Yeah, short is fine, con. Ở đây thì ngoài trời nhiệt độ cũng nóng nha các bạn. Mình nghĩ chắc 85 độ F cứ là khoảng chừng 28 độ C đó. Này là chỗ này là đúng rồi, mấy cái cruise ship á đã tập trung đây nè bạn. Mình đi muốn đi Alaska cruise hoặc là gì đó là bay qua Seattle hoặc là Vancouver nè. Tại vì Seattle nó nằm gần đây. Seattle cách đây có 117 dặm, à tức là chừng chưa tới 2 tiếng lái xe. Vancouver là thành phố lớn nhất của Canada mà, nó giống như mấy thành phố lớn của Mỹ các bạn. Bây giờ gia đình mình trên xe ai cũng đói bụng hết rồi, giờ mình đang chạy tới tiệm phở Hà Nội đó các bạn, ở thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia nè. Ồ, đây nè, có mấy cái shadow đứng đây đợi nè. Không, nó là mình có thể mình đậu bên đường á này. Nó là mình ăn phở, mình đậu có thể mình đậu bên đường hoặc là mình đậu ở Chinatown. Hoặc là đậu Chinatown xong rồi mình đi bộ chừng 2 block thôi. Ở đây cái xăng của nó là 195 đồng nha, 195 đô la Canada cho 100 lít. Vậy nó cũng bằng như mấy cái thành phố vừa rồi mình mới qua thôi. Ủa chiếc xe cái này quẹo phải hả? Ở đây thì thẳng chứ, phải không? 196.9 đồng nè, đó, cho 100 lít à. Ồ, nó bất tiện vậy ha. Ở đây mà đi ăn nó bất tiện à. Nếu mà mình đi xe nhỏ thì đậu xe thì không thành vấn đề gì, nhưng mà đi RV của mình nó dài á, cho nên cái chỗ đậu xe nó nhỏ các bạn, cho nên khó, rất là khó có đậu. Sao đèn biết đèn xanh đây cứ chớp biết hả, nó quá là nhìn. Đây chắc khu downtown của nó anh ơi. Ở đây mình thấy có mấy người châu Á đi bộ dọc đường hai bên này nha các bạn. À, nghĩ cho đây khu này chắc châu Á mình đông nè, tàu Việt Nam hoặc Hàn Quốc hay là gì đây nè. Đó thì hai bên được các bạn thấy là toàn các cửa hàng không nào đó. À, giống như là massage, rồi mình thấy có cửa hàng sửa computer đây nè. Rồi mình thấy họ có phòng răng đây nè, dental clinic đây. Đó. Rồi có như cửa hàng giống như mấy cái downtown ở bên Mỹ mình nha các bạn. Mấy cái giống như cái Chinatown vậy đó. Đó. Mình sắp sửa tới phở Hà Nội rồi nha các bạn. Rồi hay chưa, hay chưa các bạn? Mình tới Vancouver, tới đây mình có cái chỗ này đậu xe nha, mình bên là đường. Cái Vancouver này á, đậu xe bên đường không à. Hay có chỗ này mình đậu đây. Bây giờ mình đến phở Hà Nội nha. Thì đó. Bây giờ mới biết phở Hà Nội nằm đâu mình đi kiếm. Ở đây thì mình thấy châu Á quá trời luôn các bạn. Đó. Bây giờ gia đình mình tới đây rồi, ở đây nó rất là mát. Mình nghĩ đây khoảng chừng 80 độ F các bạn, khoảng chừng 28 29 độ C. Sao? Cô đi cái sao? Ở đây sao? Hả? 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 Thành phố lớn. Đó. Vancouver. Hả? Yeah. Hà Nội phở. Ừ, Hà Nội thấy Hà Nội phở ở bên kia đường kìa. Các bạn hả? Ừ đúng rồi đó. Các bạn thấy sao mình không? Ở đây mình thấy mấy người vô gia cư quá trời luôn các bạn. Ăn uống họ nằm la liệt ở ngoài đường này các bạn. Mình thấy không? La liệt ngoài đường luôn. Giống như là nếu như bên
bên New York với lại bên San Francisco các bạn, bên Cali á. Ờ. Nên là trời cứ đang hả? Ờ. Mình thấy hai dọc đường hai bên bờ á, hai bên hai bên dọc đường á các bạn. Toàn là người homeless không mà vui chơi cư á. Đó người ta ăn uống đây nè. Dọc đường luôn. Mà mình thấy người ta cũng ăn chích chát gì đây cũng ghê đó nha. À, Hà Nội phở nè, Vietnamese cuisine. Nằm trên đường East Hastings với lại đường Dan Levi Avenue nè. Ăn sao cái menu vòng vòng đó các bạn ơi. Ở đây đây họ mở thứ hai 1 giờ 9 giờ 1 rưỡi 9 giờ. Thứ hai thứ sáu thôi à. Ồ thứ bảy nhật đóng cửa. Mình đứa bé mình nó thèm đồ Mỹ, mình đó nó. Cho nên mình nói thôi tới đây mình ghé tìm phở Việt Nam mình ăn trước coi mình sẽ làm sao. Ờ, không ai hết trơn kìa. Hello, hello. Rồi. À hả? Bà hết luôn hả? Ở đây mình order 4 cái phở đặc biệt. À mấy? 4 phở đặc biệt, 4 phở tài. Không. Mình ăn xong mình xuống phố tàu mình kiếm gì ăn. Đi vòng phố tàu chơi coi coi có gì không. Thôi để mình review cái menu cho các bạn nè. Đó các bạn thấy không? Ở đây là phở nó có họ có mấy cái mà chicken nướng nè. Đó. Rồi cái này là appetizer thôi, ăn vị khai vị thôi. Đó cái giá của nó các bạn $12 Canada đó. $8. Còn mà ở đây phở này các bạn. Nó phở đặc biệt nè, deluxe chắc phở đặc biệt đó, one size hết nè. 16.99 đến 15.99. Ha. Thì họ có cơm teriyaki chicken á. Họ không có cơm tấm nhưng mà họ có cơm gà hấp xả mà. Nó kêu gà. Gà xào xả. À, gà xào xả đó. Rồi. Bốn đặc biệt. Này phở tái phòng chú. Phở đặc biệt. Ồ phở đặc biệt hả? Dạ phở đặc biệt. Dạ. Phở tái bên con. Rồi yên. À, ngon chưa. À. Thơm quá ha. Thơm á. Thơm á. Giá nó hấp dẫn chưa? Này má ăn giá chụp. Giá chụp nè. Nó đổ. Wow, thơm rồi. À, này là phở đặc biệt cho hai đứa bé đó. Rồi, đã chưa? Ăn chung với bà. Ăn chung với bà, ok. Nước đường không? Ngon. Nước ngon hả? Dạ. Rồi đó, vậy là phở tái của mình đó. Rồi. Dạ, thank you chú. Rồi, nhìn hấp dẫn, mùi thơm quá. Dạ. Đây nước phở rất là ngon các bạn, mình thấy cái mùi thơm lắm các bạn, rất là thơm luôn đó. Bà nội với lại cô thư ký nói là ngon, mình biết mình chưa thử rồi, khoai sáng này mình order phở tái, còn cô thư ký với lại bà nội cho order phở đặc biệt. Bạn thấy không, lái xe họ nguyên đêm luôn, đêm mình với cô thư ký cái thay phiên nhau lái rồi mình order phở tái nha. Đây chỉ có một size một thôi các bạn, mà nước rất là thơm, nước rất là thơm. Và bây giờ bỏ tương đen vô coi. Là ăn phở là không thể nào mà thiếu giá được. Giá nhìn hấp dẫn vậy trời. Là bánh canh. Mình định order một tô lớn nhưng mà chú ở đây chú nói là ở đây chỉ có bán một size một thôi các bạn. Thì một tô phở này là 16 đồng bao nhiêu hả? Phải không? Còn tô đặc biệt đó là 17 đồng nha, $17 la cada một tô nha các bạn. Thử nước chưa đã? Ăn quá mồi rồi. Ít thịt mà bánh phở nhiều. Nước phở rất là đậm đà, ngon. Ở đây họ cho bánh phở với lại bò cũng nhiều nè. Vừa ăn đó, đủ nhỏ đâu. Ừ. Quên bỏ ăn luôn. Ừ. Bay rồi nha, với ngon. Đây xúc luôn. Ăn phở xong đã. Mình lái gần 7.800 dặm để ăn cơm phở. Cây đà. Rất là đã các bạn. À, hơn 2 tuần lễ này các bạn vừa ăn phở. Tụi này thèm quá thèm ăn đồ Việt Nam. Good. Ngon, thơm rất là thơm. It's good. Ngon không? Yeah. Really good. À. Rồi thấy sao? Ngon. Đây nè, cứ đâu? Tầm giáp kìa. Ngon không? Mình là chơi hết tô nữa các bạn, ngon quá là có hết tô rồi nè. Ngon mà mình cảm thấy không ai ở đây chưa. Rồi ta chiều tối rồi.
biết không? Giờ 6 giờ mấy rồi, ta đi làm nữa, hiểu không? Đó, đây là Hà Nội phở, ông chủ. Phở rất là ngon, thật sự ra mà nói đó các bạn rất là ngon. Cha cha nó gần đây, mình ăn uống đây rồi bắt đầu mình sẽ hết hết bát đó. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Ok, thank you. Hà Nội phở Việt Nam rất là ngon các bạn, thật sự luôn đó, nha, rất là ngon luôn. Rồi bây giờ chúng mình đi xuống Cha Thao nha. Nhà cửa đây rất là mắc các bạn ơi. Nhà bạn Vancouver mình nghĩ chắc mắc nhất ở Ga Đà quá. Ở đây nhà là khoảng chừng 2.000-2.500 square feet thôi á. Mà chú này chú ở đây là mấy chục năm rồi các bạn. Chú qua đây từ năm 1980 mấy rồi. Thì chú nói ở đây là ít nhất là phải 2 triệu đô Ga Đà các bạn. Dễ sợ chưa? Có nghĩa là 2 triệu đô Ga Đà cái nhà á. Nó là ở đây có 1 triệu đô Canada mình mua nhà ở đâu, chú nói là không có mua được ở đây không được. Tại vì nhà này là cái nhiêu có bao nhiêu 4 phòng ngủ 3.850 á, mà dễ sợ 2 triệu đô Canada. Ở đây dân vô gia cư nhiều lắm các bạn, nó hút xì ke các bạn, nó chơi xì ke nhiều lắm. À, mình định đi xuống Cha Thao các bạn, mà các bạn thấy nguyên dọc con đường này nè là dân vô gia cư không á, nó mùi cần sa nó nhiều quá cho nên mình thấy thôi. Mình nên đi chơi bài như nào xuống đó chơi vài tiếng nhưng mà thấy nguy hiểm quá thôi mình lấy hình lấy mấy xem đi một vòng này. Xung quanh đây là các bạn thấy là dân vô gia cư rất là nhiều. Mà ở đây thì ở đây chú này chú nói là ở đây người ta cho họ ở nhà ở mà người ta không ở đó các bạn. Cho họ nhà ở luôn đó, là khách sạn cho nhà ở mà nó không ở. Các bạn thấy không? Thế là nội một trên con đường này thôi á. Trên con đường mà E-Hesting này thôi các bạn thấy bên kia đường á nha. Là mùi cần sa rất là nhiều các bạn. Một cần sa rất là nhiều luôn. Đây. Rồi nãy mình đi tới mình thấy họ cầm cái kim nữa này. Các bạn. Họ cầm cái kim họ thích nữa. Đó. Đó, ngồi đây đường luôn các bạn. À. Nếu mình thấy người ta chơi kim chích đây cũng quá trời, mình sợ quá thôi mình lên xe mình đi ấy định đi xuống sao đi vòng đây đi bộ mà thấy ghê quá. Thế thôi bây giờ mình đi xe đi cho chắc cú các bạn, nhiều quá đi các bạn thấy không, rất là nhiều các bạn thấy không, nhanh nhản trên đường các bạn thấy không, một đoạn đường này thôi mà quá trời luôn, mình không ngờ các bạn. Mấy người đây nói rằng mấy người này không muốn đi làm các bạn, họ không muốn đi làm, thực sự chính phủ Canada họ cấp nhà ở cho luôn mà cũng không có thèm ở luôn đó các bạn. Đi con nha. Ừ, ở đây các bạn thấy cứt quá trời nè các bạn. Các bạn thấy cứt đây không? Đang nghỉ ở đây chỗ đây luôn nè. Cho nên chú nói là ở đây người ta cho khách sạn mà không muốn ở hả? Phải không? Ừ. Bỏ tay luôn. Tuy nhiên là cứt các bạn, đây đường luôn đó. Hôm qua bên kia là quá mấy bãi luôn, 3-4 bãi luôn đó, sát nhau. Ở phía đằng sau mình rác nè. Đó. Cứt với mấy cái team chết này thấy ghê quá các bạn. Đây rất là nguy hiểm. Mình nhìn cái cảnh này mình thấy giống New York các bạn, giống New York lần xưa mình ở đó 4 năm trời xuống lúc mà đau sao á, như vậy đó các bạn, nó ngầm la liệt. Rồi ống chích tim chích rồi ăn nghỉ tại chỗ. Nên mình nhìn này mình cũng thấy hơi buồn các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà chính phủ cũng muốn cấp nhà hoặc bỏ cho nhà ta ở vô mà mấy người đâu ở. Người ta thích như vậy. Đó, mới xuống Vancouver. Thành phố thật là lớn, thật là rộng lớn, các bạn thấy không, rất là đẹp. Đâu sao ở đâu mình cũng gặp mấy trường hợp xảy ra. Các bạn thấy bây giờ New York với lại Cali là San Francisco là giờ cái này cũng nhiều. Rồi bây giờ mình dẫn các bạn đi vòng thành phố này, đâu sao này nha, mình xem có gì. Hiện nay ở đây bây giờ là khoảng chừng 7 giờ tối đó các bạn. Ở đó mình có chỗ bắt đầu ngay đây. Ở đây cho các bạn thấy cái tàu cái xe này, cho mình có bạn cho xe điện nè. Họ chạy bằng trên đó đó các bạn thấy không, đó. Thấy không? Hay ha. À, mình chỉ có thấy là ở Vancouver thôi nha. Mình xuống Montreal. Mình không có thấy ở Montreal. À, giờ phải cảnh sát nè, coi nè. Giống như Cali với New York vậy mà mắm. Bây giờ nhiều quá là làm gì, hiểu không? Nhiều quá nó bắt nó làm gì. Oh my god, nó đem thùng rác nó chở đồ nó vòng vòng luôn rồi trời. Jeez.
thì ghê quá. Mà cứt hả nó ỉa, cứt trời thấy bao bốn bãi luôn á. Ha. À, cái chỗ mà mình ăn phở đó các bạn. Cái phở nó ngon mà tại sao mình thấy là ít người, tại vì cái khu đó thật sự ra mình nói là cái đó phở, cái nhà hàng phở rất là ngon. Nhưng mà cái chỗ đó đó bạn, mấy tụ homeless á, nó chích choác rồi, khu đó rất là nguy hiểm, mình đi mình cũng sợ, thì mình cảm giác mình sợ là nó sẽ ấy cái xe của mình đó các bạn. Mà đúng các bạn coi này, mất tiêu luôn. Nó giật cái camera của mình đó các bạn, đây nè. Các bạn thấy không, nó giật cái camera của mình đây này. Mình để camera của mình đây, nó giật ra luôn. Bên kia nó giật được, tại nó không leo lên được, nó được. Thì mất tiêu luôn camera luôn. Thực sự ra nguyên cái Vancouver downtown rất là đẹp. Nhưng mà không phải là hả? Nguyên cái downtown của Vancouver là nó đầy homeless. Chỉ có cái section ở cái phần gần Chinatown đó các bạn, rất là nguy hiểm. Cho nên mình chắc định chắc con cái đi vòng vòng một tí, mình thấy mình sợ quá mình thôi. Mình nói mà thôi, mình lên xe mình đi vòng vòng, mình cho các bạn xem cái downtown của Vancouver mình trên xe cho an toàn. Cái nơi nào mà nó cho Mary Wall này cần nhiều, các bạn thấy đi đâu á người ta cũng lờ đờ mà mình đi đâu á cái mùi á, các bạn xuống cái một đó, bạn đi bộ các bạn thấy chung quanh mấy người hôm lại sát, các bạn đi ngang qua trời ơi cái mùi cần sa rất là nặng, rất là nhức đầu các bạn.